小麻烦，快让奶爸陪你玩，你的未来交给我承担。当亲妈，当保安，做一个快乐暖男，当时为你而勇敢。马不跑，就不站，发型造型都不管，摇滚必须摇到你喜欢。姐夫来，姐三满，为你把钱赚，想着美女靠边站。哎呀呀呀，奶爸军团唱一个月光弯，哎呀呀呀，你的成长有我不孤单。哎呀呀呀，奶爸军团组成一把伞，盛开就是一片天蓝蓝。哎呀呀呀，奶爸军团唱一个星星闪，哎呀呀呀，这个画面太美不敢看。哎呀呀呀，奶爸军团组成一条船，开向那一片海蓝蓝。部phim Ông bố bỉm sữa. Tập 38. Tôi không đợi được nữa, gọi đội thợ đến, chuẩn bị thi công ngay. Chị thật sự muốn làm thành nhà vệ sinh sao? Tôi muốn có cao hẳn. Từ năm 17 tuổi, tôi bắt đầu bày sạp bán hàng. Cho dù khó khăn đến đâu, tôi cũng cố chịu đựng. Tôi không muốn làm một trương trân, bị người khác ức hiếp coi thường nữa. Giờ cuối cùng, tôi có thể đàng hoàng đứng trước mặt anh ấy, nhưng anh ấy không thèm liếc nhìn tôi một cái. Tình nguyện đi theo người vợ cũ bị ung thư, anh ấy không cho tôi một cơ hội nào. Tại sao lại như vậy? Tôi tệ đến như vậy sao? Ngay cả Lưu Mẫn đó tôi cũng không bằng sao? Vì anh ấy, tôi có thể dứt bỏ hết lòng tự tôn của mình xuống dưới đất, nhưng anh ấy vẫn không hề mấy may quan tâm. Dường như tôi đã quay lại làm Trương Trân luôn thất bại trước kia rồi. Nhưng bây giờ tôi không phải là Trương Trân, tôi là Trương Nhất Trân. Thứ mà tôi muốn có, tôi nhất định phải có được. Alo, Cao Hằng, lập tức đến biệt thự nhà họ Quang. Thật sao? Sau đó thì sao? Làm gì còn sau đó nữa. Sáng nay chị mặc kệ anh ấy, mang theo Dodo đi ra ngoài. Chắc chắn là anh ấy lo lắng quá thôi. Anh ấy có gì mà lo lắng chứ? Chị đã nói đến mức đó rồi, chỉ thiếu một chút nữa là chị cầm tay anh ấy mà nói. Còn chuột Uông, anh mau cầu hôn em đi, mau đưa nhẫn cho em. Đúng thật là chú Uông có nỗi khổ trong lòng mà. Chị nghi ngờ cái nhẫn đó không phải là dành cho chị. Không thể nào, chắc chắn anh ấy muốn cầu hôn chị. Nếu không tại sao phải chuẩn bị bữa tối lãng mạn còn khác thường như vậy? Con người anh ta vẫn luôn rất khác thường mà, em không thấy sao? Anh ấy chỉ lo lắng quá thôi. Chị cho anh ấy thêm cơ hội, thêm chút thời gian đi. Đợi anh ấy chuẩn bị xong rồi, chắc chắn sẽ lại có hành động. Hãy cho chú ấy thêm thời gian, phải tin là chú ấy yêu cô. Tôi tới đo nhiệt độ. Đây. À, rất là bình thường. Bạn trai cô đúng là chu đáo, bận rộn suốt cả tối qua, bọc kín hết các góc bàn góc ghế. Đây không phải là do bệnh viện các cô làm sao? Không phải, xem ra là ba làm rồi. Đúng là người đàn ông ấm áp. Bạn trai sao? Không phải cô ấy đang nói tới Cao đại ca chứ? Chị Tiểu Hồng, em muốn biết xem dán ở những chỗ nào. Nào, chị dắt em đi xem. Nếu ba có thể ở cùng với dì thì tốt biết bao.四季只剩下一个冬，连视线也开始朦胧。我能承受一世纪的天寒地冻，只要你最后来找我，愿。
像是在呼唤我，我一路狂奔着，用所有的温热融化整个寒冬。终于你拉住了我的手，黑夜开始。chị Tiểu Hồng xem nè.Quà chú Cao tặng em thơm thật đó. Trương Nhất Trân, cô đừng gây ra chuyện nữa được không? Đồ phá dỡ bên ngoài anh nhìn thấy rồi chứ. Cô làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì tôi. Nhưng căn nhà này không phải là của tôi mà là của nhà họ Quang. Tôi và Sang Sang đã chia tay rồi. Cô không cần thiết phải làm như vậy đâu. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Tôi muốn nói với anh là tôi muốn ở cùng với anh. Không thể nào. Tôi sắp sửa tái hôn với vợ cũ rồi. Anh có thể rời xa cô ấy. Tôi có thể tìm bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho cô ấy, rồi cho cô ấy một số tiền đưa cô ấy đi Mỹ, bố trí cho một tòa biệt thự. Đây chẳng phải là cuộc sống mà cô ấy muốn sao? Tôi đều có thể thay cô ấy thực hiện. Chỉ cần cô ấy nhường anh cho tôi. Cô có thể tỉnh táo hơn không? Bình tĩnh hơn một chút nữa không? Trái tim tôi chưa bao giờ có cô. Trước kia là như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Cô bỏ ra bao công sức giữ tôi ở bên cạnh, có ý nghĩa gì không chứ? Tôi căn bản không hề yêu cô. Tôi yêu anh là đủ rồi. Tôi chỉ cần được ở bên anh. Không ai có thể ngăn cản tôi. Cô đúng là điên rồi. Tôi đúng là bị điên rồi. Nếu anh không nhận lời, tôi sẽ phá hủy căn nhà này để hiến tế tuổi xuân của tôi. Tuổi xuân không thể ngửi nổi của tôi. Rất thích hợp dùng một cái nhà vệ sinh công cộng để hiến tế. Cô muốn sửa nơi này thành nhà vệ sinh công cộng sao? Thế nào? Ý này rất là tuyệt phải không? Không thể nào. Đây là nhà dân. Tôi đã nộp đơn xin thay đổi mục đích sử dụng đất rồi. Thì ra đây chính là cách cô yêu người khác sao? Cô đúng là một kẻ điên rồi. Ngụy tổng, thằng nhóc Vô Bác đó đón mẹ nó đi rồi. Còn cửa hàng sửa xe cũng không mở cửa được nữa. Vậy mới đúng chứ. Để nó bớt lo chuyện bao đồng, làm tròn chữ hiếu. Giờ việc tôi cần nhất là nghĩ cách tìm ra tấm thẻ SD có chứa sổ sách đó. Hôm qua tôi đã cho người tìm khắp một lượt nhưng chẳng có gì. Nếu là tôi, thứ quan trọng như vậy tôi nhất định sẽ giấu ở bên mình. Ý của ông là giờ tôi phải ép nó tự mình mang đồ ra, sau đó giao cho tôi. Nếu cô ta muốn thì chẳng đã giao sớm cho ông rồi sao? Luật sư La về chưa? Tối qua đã về rồi. Đưa theo ông ta cùng tới bệnh viện. Nào, mau tới xem đi. Đây chính là phòng của Quang Sang Sang. Chúng ta sửa nó thành cái gì đây? Rốt cuộc cô muốn giở trò đến bao giờ? Anh ở cùng với tôi, tất cả sẽ kết thúc thôi. Nếu không thì phòng của bạn gái cũ của anh, tôi sẽ biến thành nhà vệ sinh chuyên dụng cho người tàn tật thôi. Đủ rồi. Nếu muốn dùng cách này ép tôi rời khỏi Lưu Mẫn thì tôi nói cho cô biết, tôi không có làm được. Nhưng tôi cũng sẽ không cho phép cô phá hoại căn nhà của Sang Sang đâu. Anh đúng là người đàn ông rất có tình, có nghĩa, dám gánh vác. Tôi muốn xem tiếp theo anh sẽ làm thế nào. Thật ra cô đã từng tự hỏi mình xem, cô yêu tôi hay là lòng tự trọng của cô đã dứt bỏ cô rồi không?
Đô Đô. Sang Sang à? Dạ, chú Ngụy. Nghe Vũ bác nói cháu bị bệnh, thế nào rồi? Cảm ơn chú Ngụy. Chỉ là viêm mắt thông thường, không có gì đáng ngại. Chị Tiểu Hồng, chị đưa Đô Đô ra ngoài phơi nắng đi. Vậy mọi người nói chuyện nha. Đi nào Đô Đô, chúng ta ra ngoài nào. Sang Sang, hôm nay không phải chú đến một mình, chú đưa theo một người bạn. Đây là luật sư La, một luật sư rất nổi tiếng. Chào luật sư. Các vụ kiện qua tay ông ấy chưa từng có vụ nào thua. Chú muốn mời ông ấy kháng án cho ba của cháu. Thật sự có thể sao? Chỉ cần có chứng cứ mới, kháng án hay lật lại đều không có vấn đề. Sang Sang, cháu thử nghĩ xem, ba cháu có để lại cho cháu thứ đồ gì không? Dạ không. Luật sư La, nếu thế này thì kháng án có vấn đề gì không? Nếu thế này thì tôi khuyên mọi người không cần phí tiền vô ích nữa. Dựa vào những chứng cứ hiện tại, vụ án này khó lòng thay đổi được. Quan Thắng Triết bị nghi ngờ gian lận và giao dịch bất hợp pháp đều là sự thật. Không, ba tôi tuyệt đối không làm những chuyện như vậy. Phán quyết của tòa viết như vậy đó. Tôi đọc cho cô nghe nha. Không cần đâu, tôi không muốn nghe. Được rồi, Sang Sang à, bình tĩnh lại đi. Luật sư La, khiến anh phí công đi một chuyến rồi. Vốn tôi tưởng rằng ở chỗ Sang Sang có chứng cứ gì mới. Nếu thật sự như vậy, có phải là không cần kháng án nữa không? Đúng vậy, không có hy vọng. Vậy được rồi. Sang Sang à, cháu nghỉ ngơi đi. Chú đi tiễn luật sư La. Chú Ngụy à. Sang Sang, sao vậy? Chứng cứ như thế nào mới có thể kháng án cho ba của cháu? Chuyện này chú không có biết được, cháu phải hỏi luật sư La. Sang Sang à, tài liệu của ba cháu chú đều nghiên cứu rồi. Về vấn đề ông ấy gian lận và giao dịch bất hợp pháp, ở công ty có một phần sổ sách không khớp. Cũng chính là phần sổ sách này trở thành căn cứ định tội ông ấy. Nếu có thể tìm thấy những sổ sách bị mất này thì nhất định sẽ tìm được mấu chốt của vấn đề. Vậy thì lật lại bản án sẽ không thành vấn đề nữa. Sang Sang, cháu nghĩ kỹ lại đi, xem có phải có chứng cứ gì mới không. Có phải cháu bỏ quên thứ đồ gì đó mà ba cháu để lại cho cháu ở đâu đó không? Giờ là thời khắc then chốt nhất. Nếu đã phán quyết rồi thì không cần cơ hội để kháng án nữa. Lẽ nào cháu thật sự muốn để ba cháu gánh tội danh này cả đời sao? Chú Ngụy, chú để cháu nghĩ thêm đi. Vậy cháu phải nghĩ nhanh lên, luật sư La sắp phải đi công tác rồi. Cho người theo dõi quan Sang Sang giám sát 24/7, một con ruồi cũng không được để lọt. Dân. Ba, nếu con giao sổ sách này cho cảnh sát, có phải là sẽ kháng án cho ba không? Nhưng sổ sách này thật sự có thể chứng minh chú Ngụy có tội không? Lão đại, anh về rồi. Phải, anh làm gì vậy? Đi cắm trại sao? Cũng gần như thế đó. À đúng rồi, phiền cậu nói với Tiểu Hồng, tôi đã mời hộ lý chăm sóc Tiểu Mận. Gần đây có thể phải phiền cô ấy tới chăm sóc Tiếu Tiếu. Sao vậy? Anh cũng bị bệnh nan y sao? Còn phiền phức hơn nữa. Tôi đi nha. Ê, lão đại à, anh. Vừa rồi chị đã lên tìm Cao đại ca. Chị Lưu Mẫn nói anh ấy nhận điện thoại xong liền ra ngoài. Sao lâu như vậy rồi vẫn chưa về nữa? Vu bác cũng không có ở đây. Muốn tìm người để bàn bạc cũng không có. Sang Sang à, chú Ngụy đó của em nhìn không đáng tin cho lắm. Em phải đề phòng ông ta. Em nhất định sẽ bảo vệ tốt sổ sách.
Sao vậy? Vừa rồi hình như có người đứng ngoài cửa. Không sao đâu, đừng có lo. Có thể là chị qua mắt nhìn nhầm. Có người xấu thật đó. Làm tốt lắm. Cậu nói cô ta cứ cầm sợi dây chuyền đó mãi phải không? Cho dù cậu dùng thủ đoạn gì, hôm nay tôi nhất định phải lấy sợi dây chuyền đó. Rốt cuộc là thế nào? Lúc gọi chúng tôi đến nói là hôm nay phải phá vỡ, nhưng đến giờ vẫn phải đợi. Phải đợi đến khi nào đây? Cậu lo chuyện đó để làm gì? Chỉ cần hàng ngày phát tiền công cho cậu là được rồi. Người này định làm cái gì vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Nói với sếp của mọi người, chỉ cần có tôi ở đây, không ai được động đến căn nhà này. Ai vậy? Người này thật là... Ai đó? Chú Cao sao? Ai vậy? Vũ Bác. Rốt cuộc là ai vậy? Cứu tôi với. Dây chuyền. Cái còi. Đúng rồi, cái còi. Anh ta vẫn còn ở đây, dựng liều ở ngoài cổng. Không còn ai khác sao? Anh ấy muốn chơi thì chúng ta chơi đến cùng. Bảo công nhân chuẩn bị thi công, xem ra anh ta làm thế nào. Được, giờ tôi sẽ đi thông báo. Cao Hàn, anh muốn đối đầu với tôi đến cùng phải không? Vậy tôi sẽ chơi đến cùng với anh. Tình hình cụ thể là như vậy phải không? Cô nghĩ xem còn đầu mối gì nữa không? Chắc là hết rồi. Vậy nhờ hai người giúp cô ấy xem bản ghi chép đi. Nếu không có vấn đề gì thì nói cô ấy ký vào đó được không? Không có vấn đề gì. Sang sang, nào. Chỗ này. Được rồi, vậy tôi đi trước đây. Mọi người cũng chú ý một chút, cố gắng đừng để cô ấy ở một mình. Nếu có manh mối gì thì liên hệ lại với tôi nha. Được, tôi đi đây. Làm phiền anh rồi. Sang sang à, đều tại chị không tốt. Đáng lẽ lúc nào chị cũng phải ở đây với em. Nếu không đã không xảy ra chuyện lớn thế này. Chị Tiểu Hồng đừng tự trách mình. Chẳng ai nghĩ được là sẽ xảy ra chuyện thế này. Chị Tiểu Hồng à, em có thể nhờ chị giúp em đi tìm chú Cao được không? Em muốn thương lượng với anh ấy một chút việc. Anh ấy không có ở đây. Anh ấy đi đâu rồi? Anh ấy ở nhà. Vậy sao anh ấy không tới cùng với hai người? Chuyện là lúc đầu anh ấy ở nhà, sau đó lại đi mất rồi. Anh ấy không gặp chuyện gì chứ? Nếu anh ấy có chuyện gì, mọi người không được giấu em đâu đó. Không có, không có. Chú Cao không gặp chuyện gì hết. Anh ấy ở bên trên, ở cùng với chị Lưu Mẫn. Chị Lưu Mẫn mấy hôm nay bệnh tình không được ổn định cho lắm, cho nên anh ấy phải ở trên đó. Hai bọn họ ở đó, chị cũng không tiện đi làm phiền họ.
Em chỉ muốn tìm anh ấy để bàn bạc một chút chuyện thôi. Em cũng sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh ấy đâu. Vậy vậy thế này đi Sang Sang, tôi sẽ lên đó xem thế nào. Cô yên tâm, ở đây nghỉ ngơi đi nha. Dù sao từ giờ trở đi Tiểu Hồng sẽ ở cạnh cô 24/7. Ai còn dám tới ức hiếp cô, Tiểu Hồng sẽ đập chết kẻ đó. Đúng rồi, chị sẽ bảo vệ em. Em nghỉ ngơi một chút đi, ngồi một mình cho yên tĩnh. Ngủ một lát đi ha, yên tâm. Con chuột uông à, anh nói lung tung cái gì trong đó vậy? Rốt cuộc Cao đại ca đi đâu rồi? Lúc đó Cao Hàng mang theo một cái lều ra ngoài, anh chưa kịp hỏi nên đã không biết. Vậy giờ Sang Sang muốn tìm anh ấy thì phải làm sao? Để anh gọi điện hỏi. Mau lên đi. Alo Đông Dương. Đại ca, anh đang ở đâu vậy? Sang Sang xảy ra chuyện rồi. Đêm qua dây chuyền của cô ấy bị cướp mất rồi. Cái gì? Chuyện là thế nào? Tôi... Các người làm gì vậy? Căn nhà này không thể phá được. Lão đại, anh đang làm cái gì vậy? Nhà nào, phá nhà nào vậy? Phá hay không không phải do anh quyết định, là do bà chủ quyết định. Có bản lĩnh thì anh đi mà nói với bà chủ. Nè đừng động vào. Dù sao có tôi ở đây, các người đừng phá cái căn nhà này. Alo, alo, đừng có động vào. Alo, Đông Dương. Cái gì vậy đại ca, anh đang làm gì vậy? Cái gì mà phá nhà với thi công? Có người muốn phá căn nhà của Sang Sang. Sao lại như vậy? Người mua lại căn nhà của Sang Sang tên là Trương Nhất Trân, là bạn học cấp 2 của tôi, vẫn luôn thầm thích tôi. Cô ta muốn dỡ nhà của Sang Sang để uy hiếp, bắt tôi ở cùng với cô ta. Nhưng mà tôi không có đồng ý. Giờ cô ta muốn biến nhà của Sang Sang thành nhà vệ sinh công cộng. Bạn học cũ của anh chính là quý bà tới nhà chúng ta hôm đó, có phải không? Trông cô ta xinh đẹp như vậy, sao lại làm chuyện thất đức quá? Giờ người ta tới phá nhà rồi. Tôi mà đi thì nhà của Sang Sang sẽ không còn nữa. Được. Đại ca, tôi biết rồi, anh không cần phải lo nữa. Sang Sang ở đây có tôi và Tiểu Hồng rồi. Được, giao cho cậu đó. Đừng có động vào nha, không được phá. Tiểu Hồng, không ổn rồi. Căn nhà của Sang Sang, không cần nói nữa, em nghe thấy rồi, anh mau đi đi. Ê, nè Tiểu Hồng, ở đây nếu có nguy hiểm gì thì gọi điện cho anh đó nha. Anh lo chuyện của anh đi, bên đó nếu cần đánh nhau thì phải lập tức báo cho em. Em cũng phải cẩn thận đó. Đi đi mà. Chính là chỗ này. Chính là chỗ này. Chỗ này nè. Quan Thắng Triết, anh cũng thật là giáo hoạt đó. Anh lại giấu nó ở chỗ kín đáo thế này. Ngụy Tổng, máy tính hiển thị dấu vết thẻ SD này đã từng bị sao chép. Từng bị sao chép sao? Thời gian sao chép chắc là vào ngày 15. Nói như vậy là vào tuần trước, ngày mà tôi mời Quan Sang Sang ăn cơm. Xem ra Quan Sang Sang đã sớm biết rõ mọi chuyện rồi. Cô ta lại tính kế cả tôi. Được lắm, cái con ranh này. Thiệt tình. Ngụy Tổng, vậy thẻ SD được sao chép chắc chắn vẫn ở trên người của Quan Sang Sang. Không không, xét theo tình hình hiện nay, tấm thẻ này có lẽ được giấu ở nơi còn kín đáo hơn nữa. Các người giải tán đi. Tôi không cho phép các người động vào căn nhà này. Đại ca Đông Dương, sao cậu lại tới đây? Đại ca, tôi tới thay cho anh. Thay anh trong chỗ này. Chỗ Sang Sang cần anh hơn. Anh mau đi đi. Ơ, chuyện này tôi hứa với anh. Người còn nhà còn, nhà đổ người mất. Vậy giao cho cậu, cẩn thận đó. Yên tâm đi. Các người nghe đây. Máy xúc, cần cẩu cứ nhắm vào tôi. Tôi mà chớp mắt là không phải là đàn ông. Người anh em, cậu bán mạng như vậy để làm gì? Chủ nhà cho cậu bao nhiêu tiền? Các người chỉ biết có tiền sao? Tôi làm chuyện này là vì anh em, vì bạn bè, vì người thân của tôi, không phải vì tiền. Không phải vì tiền, tôi nói cho các người biết, căn nhà này, căn nhà này không thể phá được. Nếu các người không nghe lời tôi khuyên, cố tình phá căn nhà này,
thì sẽ gặp đen đủi lớn đó. Người anh em, chúng ta đều là người làm thuê, chẳng dễ dàng gì. Có chuyện gì thì anh bỏ qua cho, thông cảm một chút đi. Tiết lộ thêm cho các người nha. Căn nhà này bên trong có 4 người chết đó. Cái gì? 4 người chết sao? 4 người chết? Lão đại, 4 người chết đó. Phải làm sao đây? Nào, đưa cho chị. Ai đó? Chị Tiểu Hồng. Là tôi. Cảm ơn. Vô bác, sao anh lại quay về? Tôi không yên tâm về em nên đã bay chuyến sớm về đây. Mẹ tôi đã có ba tôi chăm sóc rồi. Anh vất vả rồi. Chị Tiểu Hồng, sao lại là chị ở đây chăm sóc San San vậy? Sao vậy? Đêm qua có người vào phòng cướp mất dây chuyền của San San đi rồi. Trong dây chuyền có dấu sổ sách. Sao? Nên cái gì? Đây chắc chắn là người họ Quỷ đó làm. Không được, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta phải chuyển viện ngay. Vu Bác, cậu đừng sốt ruột vội. Sao tôi có thể không sốt ruột? Chúng đã tìm đến tận đây rồi. San San lúc nào cũng gặp nguy hiểm. San San, Cao đại ca. San San, không sao rồi. Chú Cao. Cao đại ca, dây chuyền bị cướp mất rồi. Không sao, quan trọng là em không sao. Những chuyện khác chúng ta nghĩ cách sao. Không bị thương chứ? Vậy thì tốt. Lúc trước anh hứa cho tôi thế nào? Các người ở tầng trên, tầng dưới bệnh viện, sao có thể để người khác vào cướp đi vật quan trọng như vậy được? Tôi cũng không ngờ họ lại có gan vào tận bệnh viện để cướp đồ. Đêm qua tôi ở chỗ biệt thự nhà San San suốt, định sống chết, đến cùng với đám người đến phá nhà. Phá nhà sao? Ai muốn phá nhà? Chính là người mua đấu giá căn nhà của San San. Cô ta muốn biến biệt thự thành nhà vệ sinh công cộng. Một căn nhà đang yên đang lành biến thành nhà vệ sinh. Phải có quán thù lớn đến đâu mới nghĩ ra được ý đó chứ. Giờ ai đang ở bên đó? Lão nhị. Hay là thế này đi, anh ở lại bệnh viện bảo vệ San San, tôi đi qua bên đó. Đừng, phiền phức là do tôi gây ra, để tôi đi đi. Giờ San San cần anh, cũng không phải là anh không nhìn ra, ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Anh ở đây, cô ấy mới càng yên tâm hơn. Anh cũng không hy vọng đợi mắt cô ấy khỏi rồi lại nhìn thấy nhà mình biến thành nhà vệ sinh công cộng chứ. Cậu cẩn thận nha. Lúc chụp bức ảnh này, tôi vốn tưởng rằng hai vợ chồng già chúng ta đời này coi như viên mãn rồi. Con trai con dâu hiếu thảo như vậy, lại còn có một đứa cháu nội đáng yêu thế này. Nhưng tôi thật sự không ngờ tới. Đúng vậy, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngay cả đứa cháu để lại cũng không phải dòng giống nhà họ Ngô của chúng ta. Ngốc nhất chính là đứa con trai của chúng ta, nuôi con hộ của kẻ khác không nói, ngay cả người thừa hưởng bảo hiểm sinh mạng cũng để tên của Đô Đô. Cho nên khoản tiền này tôi tuyệt đối không thể để đứa trẻ đó được hưởng lợi. Bà không để nó hưởng thì làm được gì chứ? Nè, không phải bà định lại đem đứa trẻ đó về nuôi chứ? Nó không phải là dòng giống nhà họ Ngô chúng ta, nhưng trên người đứa trẻ này có hai khoản tiền bảo hiểm sinh mạng của con trai chúng ta và Quang Linh Linh đó. Khoản tiền bồi thường lớn mấy triệu tệ để ở đó, chỉ cần chúng ta chịu nuôi nó thì khoản tiền này sẽ là của chúng ta. Giờ con trai của chúng ta đã không còn nữa, nếu còn không có tiền để phòng thân, nửa đời còn lại của chúng ta biết sống thế nào đây? Nhưng giờ đứa trẻ đó không nằm trong tay chúng ta. Ông đừng quên, chúng ta vẫn là người giám hộ hợp pháp của Đô Đô đó. Nếu họ thật sự không trao đứa trẻ đó cho chúng ta thì chúng ta sẽ đi kiện họ. Cao Hàng vẫn chưa đến sao? Chưa, chỉ có hai người bạn của anh ta ở đó. Trương Tổng, hay là cho công nhân giải tán cả? Dọa thì dọa vậy thôi, nếu gây ra rắc rối không cần thiết thì không tốt. Đuổi hai người kia đi trước đã. Tôi không tin là Cao Hàng không quay lại.
Tỉnh rồi sao? Làm anh tỉnh dậy hả? Không. Sao em không ngủ thêm chút nữa? Em không ngủ được. Sang Sang, là anh không tốt, không bảo vệ được em. Chú Cao, anh đừng nói như vậy. Những chuyện anh làm vì em đã nhiều lắm rồi. Bên chỗ của anh vẫn ổn chứ? Sắp làm phẫu thuật rồi. Còn em, mắt cảm giác thế nào? Bác sĩ nói hai hôm nữa có thể tháo băng bịt mắt ra rồi. Em rất tốt. Thật ra không nhìn thấy cũng không hề đáng sợ như vậy. Em có thể suy nghĩ về những thứ đã bỏ qua trước kia. Em không nhìn thấy, nhưng thính giác và xúc giác lại đặc biệt nhạy bén. Vừa rồi lúc anh ngủ gật, em nghe tiếng thở đã biết đó là anh. Sao vậy chú Cao? Anh phải ra ngoài làm chút việc. Em nghỉ ngơi đi nha. Alo Đông Dương, tình hình thế nào? Sáng nay lại có thêm một đám người đến, mang liều của chúng ta đi mất rồi. Còn nhất định đòi phá nhà. Giờ tôi và Phu Bác đang ngăn họ, cùng lắm đánh với họ một trận. Đừng có làm vậy, tôi sẽ tới ngay. Đô Đô nhìn nè. Không sao chứ, hai người đàn ông các anh làm sao mà làm được. Trời ơi, em phục rồi đó. Đô Đô mới rời khỏi chúng ta chưa bao lâu mà đã lớn thế này rồi. Còn không phải sao? Nếu thật sự là cháu nội của chúng ta thì tốt quá. Em đi thì làm sao được? Không phải em còn phải trông bọn trẻ sao? Vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Đô Đô, Đô Đô à, bà nội bé con được không? Sao hai người lại tới đây? Đô Đô, bà nội bé nào? Đô Đô, theo bà nội về nhà nha. Các ngươi làm gì vậy? Đây là em trai của cháu. Chị Tiểu Hồng, ở đây có người muốn bế Đô Đô đi. Cháu. Được, đợi Cao Hằng đến rồi tính sau. Em cúp máy đây. Các người là ai vậy? Họ muốn đưa Đô Đô về nhà. Con bé này sao lại nói dối vậy? Ta có nói là đem nó về nhà đâu. Ta chỉ thấy nó dễ thương nên chơi với nó mà thôi. Ai nói là muốn mang nó về chứ? Đúng vậy đó. Chị Tiểu Hồng, em không có nói dối. Được, chị biết Tiểu Tiểu là em bé ngoan mà. Chúng ta đi thôi. Xem ra muốn đưa Đô Đô đi là không có được rồi. Chúng ta là người giám hộ hợp pháp của Đô Đô mà. Họ đâu có tính chứ. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại Đô Đô mà thôi. Tôi xem các người ai dám động vào căn nhà này. Ai dám thì bước tới đây. Hôm nay ai dám tới bước một bước, đừng trách tôi không khách khí. Chúng tôi làm việc. Cứ bước tới thử xem. Thử xem. Ấy, đợi một lát. Đợi một lát. Lão Tam, đại ca nói sắp tới rồi, bảo chúng ta tuyệt đối không được để họ ra tay. Họ dám động vào nhà của Sang Sang, đừng trách tôi không khách sáo với họ. Lão Tam, tâm trạng của cậu không giống tôi. Ở đây cứ giao cho tôi. Nè, để cho tôi đi. Ê, anh làm cái gì vậy? Ai dám bước tới một bước? Để tôi xem. Ai dám bước tới nào? Ai không muốn sống nữa thì cứ thử cho tôi xem. Tôi nói cho các người biết. Ê, dừng tay, nghe tôi nói nè. Nghe tôi nói, đừng có manh động. Nghe tôi nói đã. Các người tới thi công hay là tới gây chuyện vậy? Đừng có ép tôi. Báo cảnh sát đó. Nếu báo cảnh sát, các người không ai thoát được. Chúng tôi tới để thi công. Cho dù cảnh sát đến, chúng tôi cũng không sợ. Đúng, không sợ. Không ai được cử động. Điều đó là kiếm sống. Vậy các người nhận được tiền chưa? Sếp các người đã đưa tiền chưa? Tiền ở đâu hả? Hôm nay nhỡ căn nhà này, tôi lập tức sẽ phát tiền cho các người. À, được, được. Nói với sếp của các người, nếu không đánh gãy chân của tôi thì tôi nhất định sẽ không đi. Đánh nhau thì tôi giỏi nhất đó. Ai dám tới thì tới đi. Huynh đệ một lòng, hợp sức chống cự. Tới đi. Ai sợ anh chứ? Ai dám xông lên tôi liều mạng với các người. Chúng tôi tới đi kiếm tiền, đừng có ra tay. Tránh ra. Làm anh hùng thế này rất thoải mái phải không? Đây đều là do cô ép tôi. Anh vẫn còn sự lựa chọn khác mà. Không có, tôi không có sự lựa chọn khác. Tôi đã cho anh cơ hội rất là nhiều lần. Căn nhà này tôi cũng có thể cho anh. Chỉ cần một câu của anh, lời này vẫn có hiệu lực. Trương Nhất Trân, rút tay lại đi. Quan Sang Sang này có gì tốt chứ? Xứng đáng để anh làm thế này vì cô ta sao? Cô ấy kiên cường, dũng cảm. Quan trọng nhất,
là cô ấy sẽ không mê muội, không tỉnh trước một sai lầm. Đúng là một đoạn chân tình hay quá. Giám đốc Chu, giờ bắt đầu rồi đó. Hôm nay phải dỡ ngôi nhà này, phải dỡ ra cho tôi. Thù lao của tất cả công nhân tăng gấp đôi. Tôi phải nhất định nhìn thấy nó biến thành bình địa. Đi đi. Vâng. Cô nhất định phải làm thế này sao? Thứ mà tôi không có được, tôi phải tự tay phá hủy nó. Cô nói cái gì vậy? Nếu cô không phải là phụ nữ thì tôi đã cho cô một trận rồi. Ở đây không có chỗ cho anh lên tiếng. Tuy tôi không biết chị là ai, nhưng hôm nay ai dám động vào căn nhà này, tôi sẽ không khách sáo với người đó. Tất cả mọi người đều thương xót căn nhà này. Tất cả mọi người đều thương xót đứa con gái đó. Hôm nay tôi phải đích thân phá hủy thứ mà các người thương xót. Giờ phá tan căn nhà này cho tôi, càng nhanh càng tốt cho tôi. Ai? Ai ra tay đầu tiên, tôi sẽ thưởng người đó 10 vạn tệ. Nhiều vậy sao? Làm đi. Nhiều vậy thì làm đi. Được. Các người muốn phá nhà phải không? Các người muốn phá nhà. Cái xe này cứ đè qua người tôi trước đã. Chị gái, giờ phải làm sao đây? Không phải sợ. Tất cả mọi người đều sợ chết. Khi lái đến trước mặt anh ta, tự anh ta sẽ phải tránh ra. Tiếp tục lái đi. Đợi đã. 30 vạn. Tôi cho cậu 30 vạn. Chị gái, đây là mạng người đó. Chị cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không muốn làm. 1 triệu tệ. Tôi cho 1 triệu tệ. Đây đâu phải là vấn đề tiền. Đúng vậy, chúng ta chỉ đi làm thuê thôi, không thể xảy ra chuyện được. Không phải vấn đề về tiền, là mạng người đó. Đúng vậy. Xuống đi. Xuống cho tôi. Có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Cùng lắm là cùng chết. Ba anh em một tấm lòng. Được. Tới đi. Tới đi. Tới đi. Cái này sửa dễ lắm, lắp vào là được thôi. Tớ sửa giúp cậu. Tôi biết chiếc đồng hồ này trong lòng cô rất là đáng quý. Cô nguyện bỏ tiền vì nó, nhưng khoản tiền này tôi thật sự không nhận được. Coi như chúng ta làm bạn đi. Tiền quả thật có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng tình cảm là ngoại lệ. Tôi cũng cảm ơn cô. Mỗi lần tôi gặp khó khăn, cô đều ra tay giúp đỡ. Nhưng tôi không thể dùng tình cảm ra để trao đổi. Tình cảm là phải đôi bên đều tự nguyện, không phải uy hiếp mà có được. Biệt thự nhà họ Quang là của anh đó. Cảm ơn. Lát nữa tôi nói giám đốc Chu đưa hợp đồng cho anh. Anh muốn xử lý thế nào tùy anh. Vào thời khắc vừa rồi tôi mới biết. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã xác định là người thua cuộc rồi. Tôi không thua trước bất kỳ người nào khác. Tôi đã thua chính mình. Anh đi bảo vệ tình yêu của mình đi. Bảo vệ người khiến anh đau lòng đó đi. Khi tôi đóng cánh cửa tình yêu này lại, tôi mới phát hiện ra thứ tôi có chỉ là một bản thân vô cùng xấu xí.
Đó chính là giấc mộng của tôi. Một giấc mộng tôi tưởng tượng ra. Trong mộng không có những cảnh lãng mạn, cũng không có thề non hẹn biển, chỉ có một bản thân vô cùng xấu xí. Chị càng nghĩ càng thấy không đúng. Tiếu Tiếu nói với chị hai người đó muốn bế Đô Đô đi. Hai người đó nhìn không giống kẻ xấu, nhưng Tiếu Tiếu sẽ không nói dối chị đâu. Con bé nói họ giơ tay ra định bế Đô Đô đi. Trời ơi, nếu gặp phải bọn bắt cóc thì sao? Nghĩ tới mà còn thấy sợ đó. Đô Đô, giờ dì không nhìn thấy, không có cách nào để bảo vệ cháu. Cháu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đó, biết không? Dì ơi, họ là ông bà nội. Giờ trên thế giới này, chúng ta đã không còn người thân nào khác nữa rồi. Chỉ có hai chúng ta nương tựa vào nhau. Cháu nhất định phải bình yên, có biết chưa? Dì ơi, yên tâm đi, Đô Đô mãi ở bên dì mà. Yên tâm đi Sang Sang, chị nhất định sẽ trông Đô Đô cẩn thận, một bước không rời, đúng không nào? Không ai được mang cháu đi, có phải không? Cuối cùng đã giữ được rồi. Các anh em, chúng ta thành công rồi. Cảm ơn, cảm ơn các cậu. Cậu xem, thế này tốt biết bao. Ba anh em chúng ta làm được một chuyện tốt đẹp thế này, giờ thì tôi yên tâm rồi. Thật ra hôm nay anh về Sang Sang làm những việc này, tôi rất là cảm động. Tôi cảm động lắm. Tôi cảm thấy Sang Sang đã không yêu nhầm người. Là tôi đã phụ cô ấy. Những gì tôi có thể làm chỉ có vậy mà thôi. Cho dù nói thế nào, cho dù sau này hai người thế nào, tôi vẫn chúc phúc cho hai người. Ngụy tổng, Trương Nhất Trân đã đi rồi. Cô ta trả lại biệt thự cho nhà họ Quang. Người phụ nữ này xem ra đã hết hy vọng đối với Cao Hàn rồi. Người phụ nữ đáng thương này sao lại thích loại người khó nhằn như Cao Hàn chứ? Gã Cao Hàn này khó đối phó như vậy, sau này chúng ta phải cẩn thận. Có tin tức gì về tấm thẻ SD được sao chép kia chưa? Người được phái đi điều tra vẫn chưa có tin tức gì. Ông nói xem, Quan Sang Sang để một tấm thẻ trên người mình, liệu cũng có thể để còn lại ở chỗ người khác không? Là để trên người ai chứ? Lẽ nào là